Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Ván đấu đầu tiên đã chính thức được bắt đầu giữa Sài Gòn Phantom và VG Bình. Xe ra được thả ngay ở trong khoảng giữa hai trụ của đối phương, ngay trong phần sân của bên phía Sài Gòn Phantom, và một mình Cá đang rất khó khăn trong quyết định xử lý của mình. Tốc biến ra để dọn lịch, bấm quả cầu Văn Sương, dọn được lịch không? Câu trả lời là không. Dấu chấm hết cho những bóng ma Sài Thành ở trong ván thi đấu đầu tiên. Tỷ số sẽ được mở là 1-0 ở trong phút thi đấu thứ 17 này dành cho VG Bình. Tỷ số tôi vẫn đang chèn vào quá mạnh, họ muốn lấy luôn đi cả trận đấu này chăng? Và vẫn đang còn có xe để họ sẽ bắn nhà. Ô, chúng ta đã có chiến thắng rồi, đó là Sài Gòn Phantom 3-1 cho Sài Gòn Phantom. Không cầm chứng chỉ à? Ôi, thôi chết rồi, Quang Hải quên cầm chứng chỉ rồi. Chúng ta vẫn chưa thể nói đến chiến thắng ngay được, bởi vì Sài Gòn Phantom không có xa thủ. Nên nhớ, họ không có xa thủ. Tánh đáp, tánh không đổi đâu. Sài Gòn Phantom phải lui về. Đây là cái giá cứ phải trả cho việc không có xa thủ. VG Bình đang tràn vào đường dưới, Hải đang bắn trụ bậc thần. Và sẽ có chiến thắng cho VG Bình ở trong ván đấu này chăng, khi mà Sài Gòn Phantom chỉ còn có hai người ở trên bản đồ mà thôi. Và đây là hai thành viên không thủ được trụ, đó sẽ là chiến thắng cho VG Bình. Đây là khoảng thời gian mà các thành viên của Sài Gòn Phantom bắt đầu càn lên. Có cấm trụ đến từ vị trí của An, đó là lý do tại sao mà Madrid đang ở rất sâu. Nhưng Madrid bị tâm lý rồi, Madrid đang có một cú tốc biến trượt. Sẽ là một cuộc đánh tiếp theo đến từ Sài Gòn Phantom rồi. Vâng, đang chém nhà rồi, và đây có vẻ như là một lựa chọn chuẩn xác. Và đó sẽ là chiến thắng chung cuộc dành cho Sài Gòn Phantom với tỷ số 4-2. Chỉ có một chiến thắng thôi, chỉ có một tấm vé AFC ngày hôm nay thôi. Nhưng bên phía Box Gaming đánh vào, và đây vẫn là một pha vi tiêu quá đẹp đến từ vị trí của Ara để thổi bay hai thành viên bên phía TeamFast rồi. Bộ đôi Xuân Bách cùng với AIM đang rất khó khăn, họ đang rất cố gắng, đó là vị trí của Xuân Bách. Nhưng đây bị hạ gục rồi, Xuân Bách đang cần phải lùi về. Có về được hay không? Đây Bách đến, câu trả lời là không. Quét sạch dành cho Box Gaming rồi. Tỷ số sẽ là 3-1 cho Box Gaming rồi. Không xong rồi, TeamFast đã bị dẫn trước tới 3-1. Mọi thứ đang là khó khăn hơn rất nhiều. Tình thế đang là rất căng thẳng ở trong một ván đấu mà Box Gaming họ cũng đang bung ra hết sức để có thể giành vé đi AIC rồi. Đây là Gấu, Gấu đã khỏe hơn so với lúc nãy rất nhiều. Gấu hạ gục được một người, nhưng Gấu có chạy được hay không? Cái tim bật lên chiều cuối, Gấu còn một khoảng thời gian nữa mới hồi lướt. Và anh ta bật lên băng xương trước khi mà mình kịp hồi chiều, anh ta thành công. Họ không cần đến một thế gian bảo ruột nào ở trong trận đấu này cả, bởi đây sẽ là 3-0 dành cho TeamFast. Ở đây thì đã phải sử dụng bắt ba đến từ vị trí của đây. Con sẽ ra hất còn kịp, nó thuộc về Xuân Bách. Sau khi con sẽ ra hất tung lên, không ai làm gì được cả. Cú kéo đến từ Proy đang được bắn thoải mái đến từ Daim. Daim vẫn đang free shot. Tuy nhiên thì Akashi vẫn đang cố gắng để giữ lại ván thi đấu này dành cho Box Gaming. NDC tiến ra, Daim vẫn còn nửa cây, trụ đường lính siêu cấp thứ hai dành cho TeamFast, nhưng họ sẽ phải lùi về. Các thành viên của TeamFast bị đuổi ra khỏi hàng xe ra, bị đuổi hết rồi. Bây giờ thì đang quay trở lại hàng xe ra đây, buộc phải quay trở lại, đánh kiểu gì cũng phải quay trở lại kiểu gì đây. NDC có được xe ra, NDC đổi cả cái mạng của mình, lấy con xe ra vừa rồi. Nó tranh đến từ vị trí Opa rồi, có cả giáp tay thật kỳ lao vào với tốc biến, nhưng Opa bị chấn rất rồi. Akashi chưa có góc, không được bắn. NDC bị out khỏi giao tranh, và TeamFast có được một điểm hạ gục, và họ có được hai điểm hạ gục rồi. Bóng cái mình chỉ có một mình Akashi biến về, và Akashi cần thêm thời gian, nhưng không có thời gian cho Akashi nữa rồi. TeamFast sẽ là đội bước tiếp, TeamFast sẽ là AIC 2021. Trận thi đấu quyết định tấm vé cuối cùng đến với chung kết tổng. Đúng là Bernabe đang đem lại một thế đánh dễ thở hơn. Team Phil, Team Flash muốn bắt lẻ với chiếc Quang Hải. Quang Hải bị dồn sát thương rồi, Quang Hải bị dính nguyên khỏi chiếc cuối. Anh ta có được sự cứu thế để hồi máu từ vị trí của Seniel rồi. Phản công từ vị trí của Lovie Gaming. Marin hơi cầu cành, không hạ được từ Gray. Gray bị hạ gục của Marin rồi, và cuối cùng thì Marin cũng hạ gục thành công được Perez. Trong khi đó thì Bernabe có những cú đẩy tuyệt vời, hạ gục được Alice rồi. Hoàng TD có thấy rừng đâu, vẫn đang bắn như một cái máy, và lại bắn đạn tấn quang chúng nữa. Brian đã bị hủy diệt rồi, lại thêm một cú luyện ngục nhảy vào đến từ An. Đội hình của Team Flash đang mất từng người một. Quá thuyết phục với màn trình diễn của An và Hoàng TD ở trong ván thi đấu này. Vui làm thế nào để ép được ở đường nhiều đường đến như thế này? Vui cảm thấy quá ngây với bốn con trâu này, không thể có cơ hội nào để cho trợ thủ của Team Flash nữa. Đó là 3-1 dành cho VG Bình. Họ đang càn vào, họ muốn cân bằng tỷ số. VG Bình đã có mặt tại đây, mất đi cơ bản từ Hoàng TD, mất đi tốc biến từ Hoàng TD, bỏ người đánh nhà từ Gray, Gấu và Gray quất nhà 3-0. Một hành trình điên rồi, Team Flash lại một lần nữa. Họ đưa đối thủ của mình đến ván thi đấu thứ 7. Không biết là kết quả có lặp lại như hôm qua hay không, hay VG Bình sẽ bước tiếp và tái đấu với cả Sàn Tôn vào ngày mai. Chỉ có một cơ hội mà thôi. Đây là tình huống 2 đánh 2 tại đây. Gấu không còn nhiều máu nữa, bão phi tiêu từ vị trí của Hoàng TD, nhưng đó là một cú đẩy thẳng Hoàng TD cùng với bão phi tiêu vào rất sâu trong trụ của bên phía đội tuyển.
Team Flash. Bên phải là Miller Xanh được xây tú từ vị trí đây. Góc đánh là rất đẹp tới đây. Cú kill kích thích đó là Proly vẫn còn có bản sức trên cửa, đó là Maris nữa. Những lượng máu từ vị trí của Team Flash đã tụt máu không phanh. Quang Hải lên tiếng với cái chiến thuật của mình rồi. Anh ta hạ cũng thành công được 3 thành viên của bên phía đối phương. Bão từ trường được chặn ra để ép góc nó tung gấu rồi. Lao vào đến từ Maris. Vì cái mình đang tràn vào vô cùng mạnh mẽ. Không còn Xuân Bách và gấu nữa rồi. Tỷ số được ấn định là 4-3. Và tấm vé thứ hai đến với chung kết gọi tên Vi Gaming. Từ bây giờ hãy gọi SGB là Hack Queen vì đã liên tục lập 12 chiến công. Hãy đem Vi Gaming đến đây. Sức mạnh đang tràn về, sức mạnh đang tràn về. Bưng đang gọi ông Hải đúng không? Vi Gaming đến tính sổ với Sài Gòn Phantom lần cuối đây. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao